Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật. Về Tây phương có A Di Đà. Ở cõi đây có Phật Thích Ca. Phật hai nước phát tâm là độ dân chúng nơi ta bà. Về bên cõi A Di Đà. Cảnh quang cõi A Di Đà. Ngọc lưu ly xây hành lang. Chân châu ca hồ áo có sen bằng vàng tòa tư hóa xa hào quang màu sen trắng xanh hay vàng hào quang sáng lên muôn ngàn để giang đón dân ta bà. Cõi đây trỗi lên nhạc trời, người được nghe yêu sầu vơi. Hạt mưa xuống đơm hoa trời, tỏa hương đến thơm cho đời. Người nghe sẽ an muôn đời. Mỗi khi gió lay cây cành ra tiếng âm thật thánh dạy dân chúng nên tu hành hãy tinh tấn cho chuyên cần quả tâm đức mau viên thành. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Phật xưa có ra lời thề mở rộng thêm ban làng quê. Vậy ai đã mong sanh về thì nên chớ tâm si mê. Phật giảng đón đưa ta về cõi Tây ấy không luân hồi. Vậy người ơi mau về thôi, niệm thông suốt khi đi ngồi để yêu não không đâm trôi, tỏa xẹt bó ta lên ngồi. Nay ta hãy mau niệm Phật để nghiệp duyên không trồng chất. Trần gian vốn không chân thật thì sao hãy không niệm mật, niệm danh Đức Di Đà Phật. Người ơi hãy mau tỉnh lòng, đừng để cho tâm chạy giống. Vì con đắm mê danh vọng, từ danh ấy luôn quay vòng, lạc bàn bước không sánh đồng. Nguyện cho những ai niệm Phật được thân thế luôn bình an, được tâm trí luôn thanh nhàn, vượt gian khó trong muôn ngàn, lòng yêu não mau phai tàn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô
Nam mô A Di Đà Phật.